Quý vị và các bạn, tỏi rất là quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Bên cạnh việc sử dụng để chế biến những thức ăn ngon thì tỏi còn được ông bà ta sử dụng như là một vị thuốc quý. Tuy nhiên, ông bà ta chưa hiểu hết được công dụng của tỏi cũng như là sử dụng như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất. Trong chuyên mục Dược liệu quanh ta hôm nay, Đương y Nguyễn Công Đức, khoa Y học cổ truyền Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn những thông tin từ tỏi. Xin chào Lương Y. Trước tiên thì xin Lương Y cho biết là xuất xứ của việc sử dụng tỏi ạ. Cảm ơn. Đúng ra trong Đông y á, thì tỏi người ta gọi là đại toán. Hồi xưa thì thường dùng ngoài nhiều hơn, tức là sưng dập hay là bị bò cạp cắn rồi rít cắn rồi lấy đập tỏi rồi đắp lên, thậm chí bị cá trê lụi phát cũng đập tỏi đắp lên thì thấy nó giảm đau. Dùng trong thì thường là để uống trợ tiêu hóa ha, rồi giúp cho ấm nóng, chứ người ta không có nghĩ cái gì khác. Tại vì thường thường cái Đông y á, đa số là bệnh nhiệt, tức là người ta cảm giác nóng rồi bức rứt. Như vậy thì dùng các cái loại thuốc mát nhiều hơn. Trong khi tỏi á, thì tính năng nó là vị cay tính ấm, cho nên dùng nó, thậm chí có người dùng tỏi xong thì mắt đổ gàng, mắt đỏ, cho nên là ít có dùng tỏi. Nhưng mà có một cái điều lạ là thập niên 60, 70 thì ở Ai Cập thì thấy cái WHO là Tổ chức Y tế Thế giới của Liên Hợp Quốc, người ta thấy rằng một cái điều lạ là Ai Cập là một nước nghèo nè, rồi đông dân nè, khí hậu khắc nghiệt ha, vậy mà sức khỏe của người dân Ai Cập phải được đánh giá là khá và tương đối, như là cái đời sống của họ là tuy nó có nghèo như vậy nhưng mà sức khỏe họ tốt, sức khỏe tốt, được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là sức khỏe tốt. Và họ xin phép chính phủ Ai Cập đến để tìm hiểu xem tại sao cái người dân họ là nghèo, sống khó khăn như vậy mà lại có sức khỏe tốt như thế. Mà chính cái y tế của Ai Cập cũng không không hiểu tại sao. Như vậy thì một cái phái đoàn gồm có Mỹ, các nước Tây Âu và Nhật Bản họ đi đến, họ nghiên cứu. Thì họ đi được phân công đến các cái vùng nghèo này, những cái khí hậu khắc nghiệt ở nông thôn. Một cái điều rất lạ là mỗi nhà là có một cái hũ rượu ngâm tỏi ha, đó là một cái hũ rượu ngâm tỏi. Và các cái chuyên gia y tế này người ta hỏi là thế cái này để làm gì, hỏi là dùng lâu đời rồi, cả hàng, nghĩa là cha ông họ là từ trước đến nay là gia đình nào cũng có một cái hũ rượu ngâm tỏi như thế này và họ thường xuyên uống. Thì và đi các cái chỗ khác cũng thế. Từ đó cái Tổ chức Y tế Thế giới mới đánh giá rằng phải chăng cái hũ rượu tỏi là một cái bí quyết mà giúp cho sức khỏe của nhân dân Ai Cập mà được tốt như thế, và họ xin phép là được mang cái lọ rượu tỏi này về nghiên cứu. Dĩ nhiên là khi thu thập thì cái công thức nó có nhiều cái công thức khác nhau, cái cách ngâm cũng có nhiều cách ngâm khác nhau, nhưng mà họ nghiên cứu ròng rã như vậy là 10 năm, tức là từ coi như từ năm 70 cho tới năm 1980 thì họ mới làm các cái báo cáo gửi về cái Tổ chức Y tế Thế giới. Thì họ thấy rằng cái rượu tỏi nó có tác dụng trên bốn cái nhóm bệnh. Cái thứ nhất á, là về thấp khớp, có nghĩa là những cái trường hợp như là sưng khớp này, vôi hóa các cái khớp gối, rồi mỏi gân, mỏi cơ, dùng cái rượu tỏi có kết quả tốt. Cái nhóm thứ hai mà họ ghi nhận đó là bệnh tim mạch. Tim mạch thì có huyết áp cao cũng thấy ổn định huyết áp. Huyết áp thấp thì làm cho huyết áp nó nâng lên. Rồi các cái bệnh về mạch vành thì cũng có thấy cải thiện. Đó là cái nhóm thứ hai. Họ cũng báo cáo về cho Tổ chức Y tế Thế giới. Cái nhóm thứ ba nữa đó là các cái dùng rượu tỏi thì nó có hiệu quả trong các cái bệnh về phế quản. Thí dụ như là hen phế quản, viêm họng. Đó là hai cái trường hợp mà về phế quản. Họ cũng báo cáo một cái nhóm thứ tư về các cái bệnh về tiêu hóa, trong đó là thường thường là ở chua, ăn không tiêu và đặc biệt là viêm loét dạ dày tá tràng thì dù dùng rượu tỏi cũng có kết quả. Cho tới năm 1983, tức là 3 năm sau, thì Nhật Bản họ lại báo cáo thêm nữa. Trong cái rượu tỏi, ngoài bốn cái nhóm vừa kể, nó còn thêm một cái trường hợp đặc biệt nữa, đó là trĩ nội và trĩ ngoại cũng trị được bằng cái rượu tỏi. Và thậm chí đái tháo đường cũng trị được cái
bằng cái rượu tỏi. Và cuối cùng thì Nhật họ tuyên bố rằng đây là một cái bài thuốc đơn giản, rẻ tiền nhưng mà hiệu quả rất là cao. Họ cho rằng đó là một cái món thuốc tuyệt vời mà coi như nhân dân Ai Cập đã được thừa hưởng. Về những cái nghiên cứu mới, tức là từ năm 60, 70 cho tới năm 80 mới báo cáo, tức là 10 năm sau họ về họ nghiên cứu, họ báo cáo lại với lại là Tổ chức Y tế Thế giới về cái việc mà dân Ai Cập đã dùng cái rượu tỏi này. Thế còn những từ đó đến nay thì có nghiên cứu gì thêm hay không? Thì phải nói là rất nhiều nhà khoa học trên thế giới, đặc biệt là Mỹ và Nhật Bản, họ say mê tìm tòi và họ nghiên cứu thêm. Thì tôi cũng xin nói thêm về những cái nghiên cứu mới đó. Cái thứ nhất là nó thấy rằng cái hợp chất sulfur ở trong tỏi, tức là mình nghe cái mùi lưu huỳnh trong tỏi, là một cái hợp chất đặc biệt là nó giúp cho cơ thể mình kháng lại được thậm chí những cái dịch cúm. Người ta có cái thông dụng là người ta giã tỏi ra rồi hòa với lại nước ấm, sau đó là nhỏ mũi, ngừa được là cảm cúm. Như vậy thì nó có khả năng là ngừa được là virus, thậm chí là vi khuẩn nữa. Nó mạnh như thế. Cái nghiên cứu nữa đó là trong tỏi nó có nhiều cái chất mà nó nâng cao cái tính miễn dịch của cơ thể mình. Cho nên là nó giúp cho cái tăng cường các cái tế bào trung tính, các cái lympho, rồi thực bào. Những cái tế bào này nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ là nó sẽ khống chế các cái tế bào ung thư, nó bao vây tế bào ung thư, ức chế tế bào ung thư và thậm chí tiêu diệt được tế bào ung thư. Hay nói một cách khác, tức là trong tỏi có các cái hợp chất quan trọng mà người ta thấy nó hiện diện là germany, cái silen, rồi allicin, là những cái chất mà nó giúp cho các cái tế bào như tôi vừa kể, đặc biệt là các cái tế bào tốt á, nó sẽ khống chế tế bào ung thư và nó tiêu diệt tế bào ung thư. Một cái nghiên cứu mới nữa là người ta thấy rằng tỏi nó hạn chế được là những cái chất ăn lạ hoặc là nhiễm độc các cái kim loại nặng ha, rồi thậm chí các cái thức ăn gì mà lạ mà nó khó tiêu thì tỏi nó sẽ giúp nó tiêu hóa tốt. Và một cái điểm đặc biệt là nó sẽ làm giảm các cái cholesterol xấu xuống. Vậy thì theo lương y là mình sử dụng rượu tỏi trong thời gian bao lâu thì sẽ chữa được những chứng bệnh như là về tiêu hóa, về cảm cúm, ức chế được những cái tế bào gây ung thư ạ? Vâng, thì từ năm 1982 đến nay thì qua báo chí, qua cái người mà đã trực tiếp sử dụng tỏi thì có những cái kết quả được ghi nhận như sau. Ta thấy cái thấp khớp là sau thời gian mà sử dụng là 20 ngày thì thấy là cái đau nhức nó giảm và nó đi đến cái là nó khỏi hẳn. Cái điều này là điều lạ và phải nói thẳng ngay là rượu tỏi có tác dụng mạnh nhất trong cái trường hợp bị thấp khớp, tức là viêm đa khớp, thoái hóa khớp, rồi đau lưng, nhức khớp, rồi vân vân. Cái thấp khớp là cái được ghi nhận là số 1 trong cái việc sử dụng rượu tỏi sau thời gian sử dụng 20 ngày. Cái đến là người ta thấy tăng huyết áp thì phải dùng đến 3 tháng, tức là sau 3 tháng thì huyết áp nó ổn định. Đối với cái viêm họng mãn và viêm phế quản thì người ta thấy là sau 3 tháng thì nó giảm bệnh và nó đưa đến nó khỏi hẳn. Trong cái trường hợp là trĩ nội thì người ta thấy là dùng rượu tỏi thì cho tới năm thứ 8, tức là 8 năm nay không có bị tái phát. Thì đó là những cái ghi nhận. Còn viêm loét dạ dày tá tràng thì sau 3 ngày sử dụng là đã thấy cái đau nó đã giảm, nó êm rồi. Rồi ăn khó tiêu, ở hơi thì sau 3 ngày thì các cái triệu chứng đó nó hết. Và đặc biệt là lị amip và trực trùng thì sau thời gian sử dụng 5 ngày thì thấy các cái triệu chứng nó giảm, đi cầu có phân và dẫn đến cái trường hợp là khỏi bệnh luôn. Thường thì trong gia đình thì mình thấy là ngâm là nguyên một cái củ tỏi như thế này, một cái tép như thế này chứ không phải là giã nhuyễn, mà thường là có màu xanh. Vậy thì lương y có thể cho ý kiến ạ? Vâng, thì sở dĩ mà màu xanh tại vì như nãy đã trình bày, tức là cái cách mà họ ngâm rượu tỏi thì có nhiều công thức khác nhau và cũng có nhiều cách khác nhau. Nhưng mà phải nói rằng sau này, gần về sau này, hoặc là trong cái số những cái công thức mà họ ngâm đó có một cái công thức là tương đối là đúng. Như vậy thì làm sao để có cái màu vàng này mà không phải là màu xanh? Đặc biệt nhất là những cái nhà nghiên cứu Nhật và
và Mỹ, thì người ta thấy rằng cái Germany ở trong tỏi, cái silane ở trong tỏi, và tỏi được đập vỡ ra rồi để ngoài không khí 10 đến 15 phút sau, nó có một cái hoạt chất là allicin. Cái chất này nó giúp cho cái cơ thể của mình nó khống chế được các cái tế bào ung thư và dẫn đến việc là trị được ung thư. Đó là những nghiên cứu mà mới nhất, ngoài những cái trường hợp mà tôi vừa kể là tuần hoàn, rồi hô hấp, rồi tiêu hóa và tim mạch, rồi người Nhật họ bổ sung thêm là tiểu đường, và cái bệnh nữa là trĩ nội và trĩ ngoại. Mình giã nát ra thì trong tự thân của tỏi thì nó không có allicin, mà cái này là cái quan trọng nhất, mà phải để trong không khí là 10 đến 15 phút sau thì cái enzyme nó mới xúc tác, rồi nó mới phóng thích ra được cái allicin kia. Tức là cái bí quyết ở đây là làm sao mà chúng ta giã nát ra, băm nhuyễn ra, đập cho tỏi nó dập ra rồi để ngoài không khí 10 đến 15 phút sau, hoặc thậm chí nửa tiếng sau càng tốt thì nó mới hiệu quả. Đó là cái cách sử dụng tỏi như thế là mà đúng. Cho nên có nhiều người họ nghĩ rằng thôi thì chịu khó mà nó cay miệng một chút xíu, nhưng mà ăn tỏi sống thậm chí nó như vậy là tốt, nó không tốt. Nó không đúng cái cách của nó, cho nên nó lại hiệu quả nó không có, thậm chí nó không có tác dụng. Cái đó là cái lưu ý khi mà sử dụng cái tỏi. Và bây giờ thì chúng ta có thể trở lại là cách chế biến rượu tỏi như thế nào để mà đạt hiệu quả không có màu xanh như mà Phương Mai vừa thắc mắc lúc ban đầu ạ. Vâng, cảm ơn. Thì tôi hướng dẫn cái cách làm rượu tỏi. Thì đầu tiên là tỏi phải là tỏi khô. Khô có nghĩa là nó như thế này. Chúng ta bóc vỏ ra. Bóc vỏ ra thì liều dùng nó là 50g. 50g cho 100ml rượu. Lấy rượu gốc đi ha, rượu là rượu nhất, tức là người ta bảo là rượu 45 độ, tức là đốt cháy đó. Tôi nhắc lại nè, 50g tỏi đã bóc vỏ, giã nhuyễn ra, hoặc mình có máy xay chính tố, máy xay nhà giã nhuyễn ra thì mình xay, hoặc là ở nông thôn thì ta chịu khó mình giã cho nó nhuyễn ra. Phải để nửa giờ, để 30 phút sau, rồi mới để trong một cái lọ thủy tinh nó đã rửa sạch như thế này, ha, bỏ vào xong. Rồi đổ cứ 50g tỏi giã nhuyễn, để ngoài không khí 30 phút, rồi mới đổ rượu vào. Tức là để trong cái lọ rồi đổ rượu, rượu là 100ml, tức là nửa chén ăn cơm của mình. Cái này là lượng gấp đôi đây. Thì mình đậy nắp lại. Đậy nắp lại thì thỉnh thoảng cứ 1-2 ngày thì ta lắc một lần. Đầu tiên nó có cái màu trắng như cái này là được 2 ngày. Rồi sau đó nó chuyển sang cái màu vàng, cái này là được 5 ngày. Đến ngày thứ 10 thì cái màu vàng đó là màu vàng như nghệ. Thì đó là nó đạt yêu cầu rồi. Như vậy thì nếu như mà ta dùng, người ta dùng 50g tỏi, nửa chén rượu gốc 45 độ, người giã tỏi để 30 phút rồi mới đổ rượu vào, đậy nắp kín, mỗi ngày lắc một lần, trong 10 ngày sau bắt đầu sử dụng. Thì cái liều sử dụng là sáng là một muỗng cà phê, chiều tối là một muỗng cà phê. Có cái điểm đặc biệt là người ta nói tôi không uống rượu được thì làm sao? Thì xin thưa, một muỗng cà phê rất là ít. Cho nên mình thêm cái nước vào cho nó nước mà nước chín để nguội á, cho nó vừa đủ một ngụm thôi. Người ta một ngụm thì ta một ngụm thì cái lượng rượu đó nó không đáng kể. Rồi tôi nhắc lại là liều dùng là sáng là một muỗng cà phê pha với một tí nước, tối đi ngủ một muỗng cà phê. Vấn đề đặt ra là trước khi ăn hoặc sau khi ăn. Người ta lưu ý nếu mà các bệnh về loét dạ dày tá tràng thì nên uống sau khi ăn. Còn các trường hợp khác thì uống trước khi ăn. Một ngụm nó không là bao nhiêu, hoặc vừa uống xong rồi ta ăn luôn cũng được. Một cái điểm là lưu ý nè, tức là nếu như mà 50g tỏi với lại là nửa chén rượu trong 10 ngày thì ta dùng được 20 ngày. Cái số rượu đó là dùng 20 ngày với liều là sáng một muỗng cà phê, tối một cà phê. Như vậy thì tới ngày thứ 10, dùng đến ngày thứ 10 thì ta làm một cái lọ khác để mình gối đầu để có tiếp tục sử dụng. Và cái thời gian sử dụng này có lẽ nó quá tốt. Tại vì người Ả Cập người ta dùng cả suốt đời thì mình cũng dùng suốt đời luôn. Nếu mình bệnh gì đó thì ta cứ sử dụng luôn. Cái đó là cách là bào chế và cái sử dụng. Tôi nhắc lại là những cái nhóm bệnh mà ta vừa kể hồi nãy, đặc biệt nó hiệu quả nhất với cái thấp khớp. Cái thấp khớp là hay nhất. Và cái lưu ý khi sử dụng rượu tỏi thì ta lưu ý là thứ nhất là người mang thai
thì ta phải cẩn thận, không nên dùng nó. Cái thứ hai là bị nhắm mắt, tức là mắt nó bị viêm kết mạc, mắt nó sung huyết, nó đỏ thì không được dùng. Cái thứ ba là lở loét, tức là đang mụn nhọt lở loét là không dùng. Trong người có cảm giác là khô khát, nóng khát nước, bứt rứt, khó ngủ cũng không nên dùng nó. Và nhất là đang cái lúc mà loét dạ dày tá tràng mà xuất huyết thì không dùng nó. Dùng nó khi mà nó đau lâm râm, nó bình thường thì đông y cho là loét dạ dày tá tràng là vị quán thống do tỳ vị hư hàn, có nghĩa là sợ lạnh, ăn cái gì mà mỡ dầu không tiêu hóa thì nó rất hạp. Nhưng ngược lại mà loét dạ dày mà ói ra máu thì không nên dùng nó. Thì đó là những cái lưu ý trong cái việc mà dùng rượu tỏi. Có thể đi đến một cái rút lại là cái quan trọng trong cái việc dùng rượu tỏi đó là giã nát tỏi ra 50 gram để 30 phút sau mới đổ vào trong cái lọ, đổ vào nửa chén rượu là rượu gốc ha, là 100 ml, ngâm trong 10 ngày, mỗi ngày cứ lắc một lần. Đầu tiên nó màu trắng, sau nó chuyển dần sang màu vàng và cuối cùng cái màu vàng nghệ là đúng. Liều dùng là sáng một muỗng cà phê hòa với một tí nước, tối đi ngủ một muỗng cà phê hòa với một tí nước. Nếu mà do kích ứng dạ dày thì nên uống bụng no. Ví dụ mình uống mình thấy sao nó khó chịu thì mình uống bụng no. Còn những người khác mà uống không có thấy khó chịu dạ dày thì ta uống xong rồi ta ăn sáng hoặc là buổi tối đi ngủ. Mặc dù biết là công dụng của tỏi rất hay nhưng mà nhiều người cũng e ngại là khi sử dụng rượu tỏi thì rất là hôi miệng như vậy, thì có cách nào khắc phục được cái tình trạng này hay không? Vâng, cảm ơn. Thì nếu mà trong nhà không có cà phê thì ta nhai ít cọng trà, nhai xong thì thấy nó không có hôi nữa. Còn nếu có cà phê mà cà phê rang thì mình răng còn tốt thì nhai 1-2 hạt, còn nếu không thì pha cà phê thì không bỏ đường, cà phê đen mình súc miệng chứ không phải uống, tức là mình một ngụm nên mình súc miệng thì không có hôi miệng nữa. Còn mình ngại trong giao tiếp thì nếu mình sử dụng tỏi thì thôi thì thủ mấy miếng serving gum rồi mình nhai thì thấy cũng nó cũng bớt đi cái hôi miệng của mình. Xin được cảm ơn lương y Nguyễn Công Đức, khoa y học cổ truyền Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa cung cấp cho quý vị và các bạn những công dụng rất hay từ tỏi cũng như cách chế biến sử dụng rượu tỏi như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất cho sức khỏe của mình. Đến đây